Những ngày xa quê hương là những ngày man đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày man đau khổ. Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rời. Này dòng sông phơi nắng, kia động ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết chẳng ngày mai khi ta về, hãy nhớ ngọn lửa hồng đốt sáng vang niềm tin. Vâng, anh Trinh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYN TV 57.3. Và thưa quý vị, để trước khi đi vào cái tiết mục gì mà hội thoại hôm nay thì anh Trinh giới thiệu đến quý vị một người ngồi kế bên cạnh anh Trinh trong phòng ghi hình hôm nay, đó là ông Đoàn Bốn, một người chắc không xa lạ gì với đồng hương tại thành phố Houston. Ông là một nhà vườn trồng tỉa rất là có thể gọi là chuyên viên. Và hôm nay anh Trinh kính chào ông Đoàn Bốn. Ông Đoàn Bốn chào quý khán giả. Vâng, trước hết xin phép được kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình và kính chào chị anh Trinh. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục Đến với quê hương tôi của truyền hình BYN TV 57.3, anh Trinh muốn gửi đến quý vị một cái chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 15 tháng 3 năm 2014 này tại Trung tâm Việt Mỹ số 9530 đường Antoine Wright và cái cost là 77086. Vì nơi đây bữa đó lúc 10 giờ sáng sẽ có tổ chức một cái garden show Vườn Ta Trời Tây. Vâng thưa quý vị, Vườn Ta Trời Tây có nghĩa là chúng ta chăm sóc cái mảnh vườn của mình, làm sao để cho những cái gì mà chúng ta sản xuất ra nó sẽ giúp cho trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta được ăn những cái món rau sạch và cho chính tay của mình vun trồng. Và trời Tây có nghĩa là chúng ta đang ở trên xứ người và chúng ta vẫn giữ lại những cái món ăn độc đáo hay là những cái loại rau độc đáo của quê hương mình. Thì hôm nay ông Đoàn Bốn là một người trong ban tổ chức của cái garden show này sẽ chia sẻ với chúng ta một số nội dung có trong cái chương trình, đặc biệt về cái ngày triển lãm cây cảnh cũng như là hoa quả tại Trung tâm Việt Mỹ vùng Northwest. Thì trước nhất xin kính chào ông Đoàn Bốn, muốn hỏi ông Đoàn Bốn một câu là nói tới ông Đoàn Bốn thì quý vị đã từng trước đây nghe ông trả lời trên các làn sóng của đài radio về cách trồng tỉa từ những cái cây rau thơm mình ăn rồi tới những cái cây để tạo ra những cái hoa quả và những cái hoa bông, những trái. Thì bây giờ xin hỏi ông Đoàn Bốn là trong cái chăm sóc đó nó phải cần có một cái gì gọi là nó rất là đặc biệt hay là nó đòi hỏi mình là phải như thế nào, khó khăn lắm không? Thưa chị Anh Trinh và thưa quý vị khán giả của đài truyền hình, thực ra thì nếu mà nói đến trồng một cái cây, bất cứ một loại cây nào, từ cái cây thông thường cho tới những cái cây đặc biệt, nó cũng đòi hỏi phải là những cái như là căn bản, như là ánh sáng, nhiệt độ, phân bón, đất, nước và thuốc men. Những cái căn bản như vậy thì mỗi một loại cây nó có đòi hỏi một cái loại ánh sáng và nhiệt độ khác nhau. Thì tới chính vì vậy mà cái ngày hôm là 15 tháng 3 đó, thưa chị Anh Trinh và thưa quý vị khán giả, theo một cái số yêu cầu của khán giả hoặc là của quý vị đồng hương, đôi khi sống ở nơi đất khách quê người cũng muốn giữ lại một những cái gì. Tôi nhớ là với cái tuổi của tôi thôi thì tôi vẫn nhớ là những cái rau muống, rồi ăn tô phở nó cũng phải có một vài cái lá rau quế, vâng, rồi ngò gai, rồi là thí dụ như ăn canh chua mà thiếu ngò hông thì là giống như nó thiếu hẳn một cái vị gì đó.
Thành ra có rất nhiều người yêu cầu thì đến cái ngày 15 tháng 3, thường thường mỗi một năm chúng tôi có tổ chức một lần ở trung tâm Việt Mỹ. Mà đặc biệt lần này thì có sự giúp đỡ và đóng góp của chị Anh Trinh và đài truyền hình. Chắc trước hết xin phép chị Anh Trinh cho tôi sơ lược của cái buổi ngày hôm đấy nó như thế nào. Thì chương trình ngày hôm đó đã là bắt đầu vào 10 giờ. Thì ngoài những cái sự trồng tỉa tổng quát mà tôi góp ý với lại quý vị khán giả và tất cả mọi người tới, thì ngày hôm đó tôi có mời được một cái ông người Thái Lan. Ông này rất là chuyên môn về những cái loại cây, về thuốc, mình nói nôm na ra người Việt mình gọi là thuốc nam đó. Dạ, và chuyên môn ông ấy, tôi sẽ mời ở bên chùa Thái Lan sang, và ông này rất là nổi tiếng, một trong những người nổi tiếng ở bên Thái Lan. Mời sang và nói chuyện về những cái loại cây đó. Rồi ngoài những cái cây thông thường thì như hoa tổng quát, thì tất cả những ngày hôm đấy thì sẽ nói chung chung tất cả về ngày hôm đấy. Thì tôi có viết sơ qua cái cuốn này chị Anh Trinh. Cái cuốn này canh tác trong vườn này thì cái cuốn này nó sẽ nói cái tôi xin lỗi quý vị khán giả, đây nó không phải là một cái cuốn khuôn vàng thước ngọc, mà nó chỉ là những cái góp ý rất là thông thường, căn bản thôi. Thì tôi gọi nó là ở Mỹ nó gọi là handbook đó. Vâng. Thì là những cái căn bản thì trong cái này nó có nói là những cái ánh sáng, rồi nước, rồi mình cấy như thế nào, độ dốc, rồi kích thước, tất cả những phân bón, rồi loại nào. Ngoài ra thì có nói sơ là cái tháng nào mình trồng những cái gì. Vâng. Tháng nào, tháng 1 thì trồng cái gì, tháng 2, tháng 3 cho tới tháng 12. Rồi sau đó thì tôi có nói sơ qua về cái vùng này, cái vùng của mình nó thuộc về cái khu nào thì mình trồng được những cây như cây gì. Và cuối cùng thì nó có cái bảng hướng dẫn trồng hoa màu, có nghĩa là thí dụ cái cây nào thì trồng vào tháng nào, rồi mỗi một khoảng cách là trồng bao nhiêu, rồi thời gian kích thước và thu hoạch được nhiều hay ít. Vâng, thì đại khái nó như vậy. Thì nhưng mà thực sự ra đây là những cái sự góp nhặt kinh nghiệm, cũng giống như là góp nhặt của tất cả những cái cuốn sách mà tôi góp nhặt được, tôi gom vào những cái này, và nhờ ông giám đốc của trung tâm ông ấy soạn lại, chứ còn tôi thì không có văn hay chữ tốt, thì ông giám đốc ông ấy viết lại cho nó gọn ghẽ ngay đó. Thì tất cả những cái mà nó nằm ở trong cái cuốn sách này thì do cái sự góp nhặt và kinh nghiệm. Và tôi cũng xin nói thêm là cuốn sách này ngày hôm đấy thì tôi chỉ xin có 3 đồng bạc để in thôi. Vâng. Thì ai muốn lấy cuốn sách này thì đưa lại trung tâm, vậy trung tâm in, chứ không phải là tôi cũng không bỏ ra đồng nào. Thì trung tâm bỏ ra in thì trung tâm xin lại 3 đồng. Và ngoài ra thì cái này không phải là bán hay cái gì, thì quý vị nào có thể cứ việc lấy về in ra tự nhiên, chứ tôi không giữ bản quyền. Vâng. Anh ta cũng không cần phải hỏi tôi, nếu mà in lại thì cứ việc in ra tự nhiên mà dùng. Thì đấy là những cái sơ lược trong cái ngày hôm đấy thì xin thưa với quý vị khán giả và chị Anh Trinh là như vậy. Vâng, thưa quý vị, thì trong cái thông báo thì anh Trinh được biết là quý vị đến đó, quý vị sẽ được xem triển lãm những cái cây mà đã được ươm sẵn để nảy mầm và lên thành những cái cây nho nhỏ rồi. Và chúng ta cũng có thể là đến để mà chúng ta mua những cái cây đó về giá quý vị không tưởng tượng được, là chỉ có $1 thôi. Thì mình về mình khỏi cần phải ươm nữa, mà nhà vườn đã ươm sẵn cho mình. Quý vị cũng thấy trên màn hình, đó là những cái thu hoạch mà theo cái cách trồng của ông Đoàn Bốn đã hướng dẫn, và nó đã thu hoạch được những cái trái như thế này. Thì trong chương trình nó cũng sẽ có ngoài ông Chak Thai Ut của chùa Thái Lan nói chuyện về những cái loại cây trồng mà nó ăn, nó có cái chất thuốc trong đó để chúng ta có thể phòng bệnh, rồi có chăm sóc hoa lan như thế nào thì do ông Phạm Tân sẽ hướng dẫn cho chúng ta, và trồng hoa màu thì có ông Trương Chương sẽ hướng dẫn rất là rõ ràng cho chúng ta, và về trồng tỉa tổng quát thì có ông Đoàn Bốn, và đặc biệt là quý vị cũng sẽ được rút thăm để trúng thưởng trong cái vé vào cửa. Chúng tôi chỉ xin cái ủng hộ cái giá vé, bởi vì vào 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa thì quý vị cũng cần phải có ăn trưa, vì vậy nên trung tâm sẽ có một bữa ăn nhẹ, bánh mì thịt với lại nước uống, và quý vị sẽ thấy được những chậu hoa lan. Được biết ông Đoàn Bốn cho biết là những chậu hoa lan đó sẽ được bán lại với cái giá gốc thôi,
Cái gia gốc là mấy đồng ạ thưa? Thưa chị anh Trinh, thưa quý vị khán giả, thì nó có hai loại, những cái cây mà nó đẹp hơn chút thì khoảng 10 đồng rưỡi, còn cái cây mà cũng có hoa đẹp nhưng cái lá nó hơi xấu chút xíu thì khoảng 7 đồng rưỡi thôi. Thì thì nó, cái giá cả nó khoảng như thế, thì gọi là quý vị mua về, đôi khi có những quý vị thích những cái cây nó hơi xấu rồi về mình trồng lên nó đẹp thì thích hơn là mua sẵn những cây đẹp về trưng. Nó có nhiều loại như vậy, thì thưa quý vị khán giả. Vâng, thì quý vị tham dự sẽ thấy được những cái loại cây như là ngò gai, rau răm, húng, lá, giáp cá. Và quý vị có thể hỏi những cái thắc mắc của mình với những vị chuyên viên ở tại đó đã giới thiệu lúc nãy. Và quý vị được rút thăm trúng thưởng, có thể trúng thưởng được chậu hoa lan hay là bất cứ những cái cây trái, giải thưởng là cây cảnh, rồi cây ăn trái và hoa lan do chính ông Đoàn Bốn thân tặng đến quý đồng hương. Thì một cái chương trình như vậy chúng ta thấy nó rất là hữu ích, và cái vé ủng hộ để vào cửa chỉ có 5 Mỹ Kim thưa quý vị. Nhưng mà quý vị nào mua tại cửa thì 8 Mỹ Kim. Và quý vị có thể liên lạc với anh Trinh ở số điện thoại là 713-391-9843 hoặc là số điện thoại 281-701-3686 để quý vị có những tấm vé đó. Thưa quý vị, anh Trinh nghĩ rằng nếu chúng ta mời một người bạn một tô phở bây giờ cũng gọi là với một ly nước thì cũng phải 10 Mỹ Kim. Nhưng mà chúng ta mua một cái tấm vé vào cửa này cho người bạn của mình để vào xem cái buổi triển lãm này, bảo đảm rằng là một ngày hôm đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì chúng ta thấy được những cái cây trái hoa quả thì tự nhiên trong lòng mình nó cũng giảm stress rất là nhiều. Và cái hữu ích là sau cái đó thì chúng ta lại biết cái cách để trồng tỉa trong vườn sao để có những cái cây trái như vậy. Đưa quý vị nhìn thấy là cô ca sĩ Thu Mai cũng từng sinh hoạt trong trung tâm Việt Mỹ, đang đứng trước những cái trái bí rợ mà ăn trồng tại cái khu vườn của trong trung tâm. Thì quý vị thấy là nó to và nó rất là tươi, và quý vị cũng nhìn thấy ông Đoàn Bốn đang cầm những cái trái cantaloupe mà quý vị không ngờ được là nó to như vậy. Thì quý vị thấy là đó là một cái kỹ thuật của cái người chăm sóc nhà vườn. Như vậy thì muốn hỏi ông Đoàn Bốn là anh Trinh nghe nói là nếu mà mình trồng cây ăn trái thì mình phải có cái loại phân cây ăn trái, rồi trồng hoa có loại phân trồng hoa như vậy, có đúng không ạ? Thưa chị, cái đó cũng rất là đúng ạ. Tại vì nếu mình trồng một cái cây mà đặc biệt thì thường thường những cái phân mà thông thường đó là khi quý vị, ngày hôm đó tôi sẽ nói thêm về cái mục là dùng phân bón chị, và trong cái cuốn handbook tôi cũng có nói rõ cái điều đó. Thì tôi nói thí dụ như khi quý vị thường thường nghe ra ngoài Home Depot hay các cái nursery Việt Nam hoặc là Walmart, họ bán những cái loại phân mình cứ gọi cái thông thường gọi phân hột đấy chị. Vâng, 14 14 14, nếu mà quý vị thấy những cái số nào nó ba số đều nhau như vậy là 14 14 hoặc 13 13 13, thì cái đó Mỹ nó gọi general, tức là mình bỏ cho cây gì cũng được. Cây hoa, cây này, cây kia. Nhưng mà ngoài ra thì nó có bán thêm những cái loại, mỗi một loại cây nó mình thích như thế nào, rồi mình nhìn cái loại cây đó để mình bỏ thêm mình bớt. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như là quý vị muốn cho nó ra bông nhiều thì quý vị ra ngoài Walmart, Home Depot hoặc mấy cái nursery Việt Nam thì mình hỏi họ cắt nghĩa nó dễ hơn. Ví dụ như nó đề là Lumsum Booster hoặc Super Lum thì tức là cái loại phân nó làm cho ra hoa rất là nhiều. Thì bao giờ cái số giữa nó cũng lớn nhất. Vâng, thí dụ như 10, 50, 15 chẳng hạn như vậy, thì cái số giữa nó là 50 thì bao giờ cái số giữa nó cũng làm cho ra hoa nhiều hơn. Vâng, tuy nhiên thì thí dụ như tôi nói, thí dụ như quý vị trồng cái loại cây bưởi, cây cam hay là chanh hay tắc, thì nói chung là Mỹ nó gọi citrus fruit. Đó, thì trong cái citrus fruit thì tất cả những cái loại đầy cây đơn như vậy thì nó cần phải cái chất sắt rất là nhiều. Thì thay vì mình nếu mà quý vị học hóa học chẳng hạn, nó có cái bảng element đó. Thì các cái nguyên tử phân tử thì nếu nói iron hay cái này cái kia thì đôi khi nó khó hiểu hoặc là phiền phức ra, thì người ta để rõ là ok là citrate food. Thì trong cái loại citrate food nó có chất iron rất là nhiều.
Thành thế mỗi một loại như vậy, hoặc là khi quý vị trồng cái hoa tú cầu mà Mỹ họ hydrangea đó, muốn cho nó từ màu hồng nó ra màu blue chẳng hạn như vậy, thì là phải cho magnesium sulfate, hoặc là cho thêm những cái người xưa đó, người ta không ấy, như người nhà quê người ta không mua được những cái phân hóa học đặc biệt như vậy, thì quý vị thường thấy người ta lấy mấy cái đinh sắt hoặc là đinh rỉ đó, người ta bỏ vào gốc cây, thì cái hoa cũng giống như khi quý vị học hóa học hồi xưa như mình đi học ấy, thì cứ cho rượu quỳ vào thì nó màu xanh hóa đỏ hóa hồng chẳng hạn như vậy, nó là cái chất xúc tác. Vâng, thì như vậy thì quý vị có thể hiểu biết thêm. Trong cuốn handbook này thì tôi cũng có nói thêm một phần về cái phần mà và cái ngày hôm đó thì tôi cũng có nói rõ ràng hơn. Vâng, thưa quý vị muốn có cái cuốn canh tác trong vườn, anh Trinh đã đọc qua, nó chỉ có là 30-40 trang thôi, thì trong đây nó đầy đủ rất là nhiều, chẳng hạn như là canh tác trong vườn như thế nào, trồng nơi cái ánh sáng như thế nào, rồi hệ thống thoát nước ra sao, độ dốc như thế nào, mình tránh gió như thế nào, rồi cái kích thước giữa cái cây này cách xa cái cây kia bao nhiêu, rồi chọn giống và cái giống lai ra sao, rồi kháng bệnh, phân bón, và đặc biệt là chăm sóc trong cái tháng 1 thì chăm sóc cái cây đó như thế nào, chăm sóc tháng 2, và cái hình của ông giám đốc trung tâm Việt Mỹ đang trồng những trái dưa hấu, quý vị thấy là nó lên rất là to, mà anh Trinh cũng đã được ăn cái trái dưa hấu này rồi. Nghĩa là rất là ngon, rất là ngọt, và trái nào cũng đỏ lửng, có lẽ đó là cái kết quả mà trồng đúng thì chúng ta sẽ thu hoạch được đúng, và đặc biệt là cái chất lượng của nó ngon. Thì trong đây cuốn sách này cũng chỉ cho cái chăm sóc từng tháng. Vâng, thưa quý vị, mình nuôi một cái cây hoa hay mình nuôi một cái cây trái thì mình cũng đều mong được cái kết quả cho nó, dù mình ăn không hết nhưng mà khi mình đem cho một người thân mình cũng cảm thấy rất là vui, rất là tự hào vì mình đã trồng được một cái kết quả như vậy. Thì trong cái cây này cũng nói lên những cái bệnh thông thường của cây mà chúng ta có thể dùng cái loại gì để trừ nó được, và cái bản hướng dẫn trồng hoa màu, thì quý vị thấy đây là một cái cuốn mà quý vị đến xem triển lãm Vườn Ta Trời Tây vào ngày 15 tháng 3 sắp tới đây. Tại trung tâm Việt Mỹ số 9530 đường Antoine Rai, nó nằm ở dưới vùng Northwest. Quý vị vừa xuống cái exit của 249 là quý vị quẹo phải là đường Antoine, quý vị thấy ngay cái trung tâm Việt Mỹ, cái cách xây giống như là cái chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn đó. Thì cái cost của nó 77086, thì quý vị sẽ chứng kiến tận mắt là cái cách ươm trồng như thế nào, hoa quả như thế nào, và đặc biệt quý vị chỉ tốn 5 Mỹ Kim nếu quý vị liên lạc trong cái thời gian này với những cái số điện thoại của anh Trinh là 713-391-9843 hoặc là 281-701-3686. Và quý vị nếu không có được những cái tấm vé đó trong lúc này thì khi quý vị đến cửa thì quý vị sẽ với cái giá 8 Mỹ Kim, nhưng mà quý vị vô đó thì quý vị có thể sẽ là người may mắn để rút thăm trúng thưởng được một chậu hoa lan hay những cái cây cảnh, cây trái mà do chính ông Đoàn 4 đã trồng và thân tặng đến quý đồng hương. Và với cái cuốn này trong tay chỉ có $3 nữa thôi, có thể nói chúng ta chỉ tốn có $10 thôi thì chúng ta có được một cái cẩm nang trong con người mà bỏ được trong cái túi của mình để ra vườn mình chăm sóc cho những cái cây trái hoa quả trong cái vườn nhà mình cho nó tốt. Cũng như nhà của anh Trinh đó, thì thích, rất thích là hoa. Và như cái bài hát quê hương bỏ lại trong cái tiết mục này, quý vị thấy là hoa, cây cảnh rất là nhiều, làm cho mình cảm thấy cái đời sống mình nó rất là nhẹ nhàng quý vị. Và cảm thấy lúc mà, ngay cả lúc anh Trinh thật là nhức đầu, thì anh Trinh đi ra cái vườn của mình thì mình cảm thấy từng cái cơn gió thổi qua từ cái cây trái, nó làm cho mình rất là dễ chịu và mình cảm thấy mình đã nguôi cơn nhức đầu. Mình chăm sóc từ cái cây bé cho tới anh Trinh thả bí đao để nó bò ở trong vườn, mà trồng bầu anh Trinh thả nó dưới đất luôn, nó cũng ra được những trái bầu rất là ngon và dưa gan. Thì quý vị thấy là một cái ngày rất là hữu ích, thứ Bảy 15 tháng 3 tại trung tâm Việt Mỹ, chúng ta đến đó để chúng ta có một cái buổi mà chúng ta gọi là học hỏi cách trồng cây trong vườn nhà để chúng ta có được những cái rau sạch mà ít bị phân bón. Thật sự thì bên ngoài trồng chúng ta thấy không sâu nó cũng phải có thuốc, rồi cây mà nó được trái to hay lá bự nó cũng có thuốc rất là nhiều. Chi bằng chúng ta chăm sóc tại cái vườn nhà của mình, dù một khoảnh nhỏ chúng ta vẫn trồng được những cái rau thơm mà khi cần thiết, đôi khi không có chạy ra chợ xa thì mình có thể hái mình ăn. Thì thưa bác, ông Đồng Bốn có thể là một chút xíu thôi, ông Đồng Bốn có thể cho biết là cái sinh hoạt của Trung tâm Việt Mỹ
nó hàng tháng nó như thế nào? Thưa chị Anh Trinh và thưa quý vị khán giả, thì mục đích của Trung tâm Việt Mỹ khi mà chúng tôi để thành lập cái trung tâm thì bao giờ chúng tôi cũng có một cái mission, cái tôn chỉ của Trung tâm Việt Mỹ, tức là nhằm cổ võ và thăng hoa các điều kiện sống lành mạnh cho những người có lợi tức thấp tại khu vực Houston và vùng phụ cận qua những dịch vụ xã hội, giáo dục và gia cư. Thì tôi lấy thí dụ chẳng hạn như là vào tháng này đó chị Anh Trinh và thưa quý vị khán giả, thì là vào tháng này thì trung bình hàng tuần đó thì căn bản là cứ là ngày Chủ nhật thì tôi cứ thứ tự như vậy, ngày Chủ nhật thì là có cái lớp thần quyền dưỡng sinh. Vâng, thần quyền dưỡng sinh. Rồi thứ hai thì có những cái lớp điện toán căn bản. Thì tôi thấy rất là vui, tại vì có những cụ từ xưa đến giờ chả bao giờ sờ vào cái máy bao giờ, nhưng mà tới giờ này thì sau một thời gian mấy năm các cụ làm cái hình tì già ra trẻ được. Vâng, rồi màu rồi rước thì đẹp gái các cụ thích lắm, rồi dùng những cái email từ đây gửi về cho con cháu anh em họ hàng ở Việt Nam, các cụ có vẻ rất là vui vẻ. Vâng, rồi thứ ba có lớp yoga, rồi thứ tư có những lớp đặc biệt như là chăm sóc khớp tóc, rồi thứ năm thứ sáu, rồi thứ sáu có cái giao lưu văn hóa các cụ nhảy đồng nhảy rước rất là vui vẻ. Vâng. Vâng, anh Trinh cũng đã có sinh hoạt với trung tâm Việt Mỹ này, và đặc biệt trong tháng này thì quý vị thấy có cái chương trình Vườn Ta Trời Tây Garden Show vào ngày thứ Bảy 15 tháng 3 tại trung tâm Việt Mỹ số 9530 Antoine Drive, và cái code là 77086. Và quý vị theo dõi trên đài BUN TV, quý vị thấy sẽ có những cái thông báo để quý vị có thể là xem cái địa chỉ kỹ hơn. Và đặc biệt trong năm nay cũng vậy, ngày 29 tháng 4 sẽ tổ chức cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 tại trung tâm, và có một chương trình văn nghệ, và anh Trinh cũng là người thực hiện trong chương trình văn nghệ đó. Rồi trong trung tâm Việt Mỹ đó, thì nó cũng có cái việc Em Entertainment do anh Trinh và cô Marilyn Nguyễn. Cái cô Mary Nguyễn này là một người trong hội đồng quản trị, và việc Em Entertainment là một bộ phận của trung tâm Việt Mỹ và có tổ chức những cái chương trình văn nghệ, nhiều cái show khác nhau mà nếu quý vị theo dõi thì quý vị sẽ có thể đến để thưởng thức. Thì cái cuốn này hàng tháng đều ra vào lúc đầu tháng, và quý vị có thể ghé cái địa chỉ mà chúng tôi triển lãm đó, quý vị vào và mở cửa lấy tự do. Và khi lấy cuốn này về, quý vị mở ngay trang đầu thì thấy ngay là cái sinh hoạt nguyên cả một tháng của trung tâm Việt Mỹ. Vâng, thưa quý vị, thì mong rằng thời giờ cũng hết rồi, thì chúng tôi cũng rất mong rằng được đón tiếp quý vị vào ngày thứ Bảy 15 tháng 3 với một cái garden show Vườn Ta Trời Tây rất là vui tươi, lành mạnh. Và chắc chắn quý vị đi về sẽ có những cái cây trái trên tay, cây cảnh trên tay mà giá không tưởng tượng được. Một cái cây ươm sẵn chỉ có 1 Mỹ Kim, rồi những cái cây hoa lan như ông Đồng Bốn nói chỉ có 7 Mỹ Kim, 10 Mỹ Kim mà có hoa rất là đẹp, để chúng ta về tiếp tục chăm sóc. Vâng, trước khi tạm biệt, kính mời ông Đồng Bốn gửi lời chào quý khán giả. Vâng, thưa quý vị khán giả, hết lòng cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn chị Anh Trinh đã giúp trong cái chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt thì tôi cũng xin gặp lại quý vị khán giả, ngõ hầu là có thể giúp ích được quý vị khán giả một phần nào, làm cho cái đời sống ở nơi đất khách quê người được thêm phần tươi vui và hạnh phúc. Vâng. Vâng, anh Trinh xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc. Quê hương là những ngày man đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày man đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam.